Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Chúng ta vừa cùng nhau unbox xong một thiết bị có thể nói rằng siêu tinh gọn và chơi rất hiệu quả. Đó chính là một chiếc âm ly tích hợp đến từ nhà Wii. Wii Audio là một trong những cái thương hiệu rất nổi bật ngày nay về làm những cái phần mềm, làm những cái thiết bị streaming, thiết bị DAC, dùng những cái linh kiện cao cấp cũng như là những cái mạch rất là tối ưu, và họ cũng làm ra cho mình một chiếc âm ly tích hợp. Trong đó thì nó cũng đầy đủ những tính năng, ví dụ như là DAC này, rồi streaming này, rồi music server này, đầy đủ để chúng ta có thể chơi nhanh chóng, tiện lợi và rất là đơn giản. Và đây, chúng ta có thể nhìn thấy ngày nay thì cái việc mà sử dụng một chiếc âm ly không còn quá là cầu kỳ, không còn quá là to và phải mất nhiều diện tích, nhiều không gian, và đặc biệt là sử dụng nhiều thiết bị cồng kềnh nữa, đúng không ạ? Ngày nay thì chỉ cần một chiếc âm ly như này thôi là đã xử lý cho chúng ta hết rồi. Đó, một chiếc âm ly thế hệ mới rất là thông minh của Wii Audio, tích hợp mạch công suất cho mức công suất khá là lớn để chúng ta có thể chơi được tốt những cái dòng loa bookshelf, thậm chí là những cái cặp loa cột cỡ vừa, bởi vì nó cho mức công suất lên tới là 160W trên hai kênh ở mức trở kháng là 8 ohm và 280W trên hai kênh ở mức trở kháng là 4 ohm. Một mức công suất như vậy thì thoải mái với những dòng loa bookshelf, thậm chí là những dòng loa cột cỡ vừa rồi. Đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy là một cái thiết kế khá là nhỏ gọn, chỉ cần một tay thôi là chúng ta cũng có thể nâng lên, đặt xuống và di chuyển được rồi. Nó có kích thước vuông 19cm và cao khoảng 6,5. Mặt trước thì đúng là một chiếc âm ly công nghệ, cho nên là chỉ có duy nhất một núm thôi. Thế nhưng mà trong cái núm này thì nó lại chứa rất nhiều những chức năng, ví dụ như là volume này, play này và power này, setup wifi này và reset này. Đó, rất nhiều những cái tính năng ở trong cái volume này. Đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm một chiếc remote, một chiếc điều khiển. Trên đây thì cũng có thể để chọn đường vào này, tắt tiếng này, tăng giảm chuyển nhạc này, và đặc biệt hơn là sẽ có thêm cái tính năng điều khiển bằng giọng nói. Đó, rất tiện lợi ở đây. Và bên trong chiếc máy này thì được trang bị chip giải mã chất lượng rất là cao, đó chính là chip SS9018 Q2M. Đó, và nó có một cái độ méo hài cực kỳ thấp là 0,002% thôi. Cho nên là chúng ta khi nghe qua chiếc âm ly này nó rất là sạch sẽ, tinh tế và chi tiết rất là tốt. Đó. Và ở phía sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có rất nhiều những cổng để kết nối ở đây. Đó, và bốn cọc loa được làm bằng đồng và được mạ vàng, nhìn rất là đẹp và nổi bật. Phần phía sau thì chúng ta sẽ thấy là bên này sẽ có một cái giác nguồn, đây, giác nguồn số 8, một cổng kết nối HDMI ARC để kết nối trực tiếp với TV, truyền tải tín hiệu số từ TV xuống, đảm bảo được cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Một cổng USB để chúng ta kết nối với các nguồn nhạc từ ổ cứng hoặc là USB này, một cổng kết nối mạng LAN này, một cổng kết nối optical, đó, kết nối với lại cổng coaxial, và một đường in RCA. Và một điều rất đặc biệt và hay trên chiếc ly này đó chính là có một cái hệ điều hành, một cái app sử dụng rất là thông minh và rất là trực quan ở trên điện thoại. Chúng ta điều khiển nó một cách dễ dàng và kiểm soát hoàn toàn những cái hoạt động của chiếc máy này, và có một cái tính năng mà em rất thích để chúng ta chơi một cách đơn giản và hiệu quả, đó chính là tính năng Room Connection, để chúng ta có thể set up cái âm thanh. Nó sẽ kiểm tra âm thanh, độ vang dội của phòng, và nó sẽ từ đó sẽ đưa ra một cái mức âm thanh hay nhất từ loa phát ra tới cái vị trí mà chúng ta nghe. Tức là chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại thôi, và chúng ta sẽ bật cái tính năng là ping noise lên. Đó, sau đó thì nó sẽ phát tiếng từ âm ly này ra loa, nó sẽ phát cái tín hiệu ping noise ra, và điện thoại chúng ta sẽ đặt ở cái vị trí chúng ta ngồi nghe, ở vị trí nào chúng ta sẽ đặt ở vị trí đó, và nó sẽ thu cái tín hiệu ping noise, rồi sau đó nó sẽ setup lại cái tín hiệu phát ra loa để cho ra cái mức âm thanh hay nhất
tới cái vị trí mà chúng ta đặt máy đó. Đây là một cái phần rất là thông minh, và hầu như là bây giờ để mà các kỹ thuật viên đi setup phòng nghe cho mọi người ấy, thì đều phải sử dụng cái kỹ thuật này, và nó bây giờ nó đơn giản hơn là chúng ta tự làm được rồi. Đó, rất là đơn giản. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chỉnh cơ học bằng phần mềm Equalizer, có 10 băng tần, chỉnh được từ 20 Hz cho tới 20 kHz để chúng ta tùy chỉnh các cái giải âm làm sao mà nghe nó phù hợp nhất với tai của chúng ta. Đó, và ngoài ra thì nó còn có thêm các preset để chúng ta có thể lựa chọn sẵn, ví dụ như là nghe các thể loại nhạc khác nhau này, jazz này, rock này, classic này, hay là vân vân, rất nhiều những cái preset khác để chúng ta có thể tùy chọn nghe và trải nghiệm rất là nhanh. Đó, và cái sản phẩm này thì hiện tại có một cái mức giá rất là hợp lý thôi, một chiếc ly all in one, đầy đủ DAC này, streaming này, music server này và âm ly này, chỉ có mức giá là 9 triệu đồng thôi, một mức giá rất rất là hợp lý. Và hôm nay thì em sẽ kết hợp ghép với lại một cặp loa đến từ Anh Quốc, đó chính là Fine Audio F301i. Đó, và cặp loa này thì cũng có mức giá là 9 triệu đồng. Như vậy là tổng cộng 18 triệu đồng cho một bộ âm thanh nghe nhạc số rất đơn giản và tiện lợi. Đó, thế nhưng mà tại Bá Hùng Audio thì đang khuyến mại chỉ còn 15 triệu đồng cho combo này thôi. Anh em nào đang tìm kiếm một bộ nghe cho phòng ngủ này, cho phòng nghe nhạc cỡ nhỏ, hoặc là phòng đọc sách, phòng làm việc với phân khúc khoảng hơn 10 triệu thì em nghĩ đây là một cái combo phối ghép rất xứng đáng để chúng ta chơi, bởi vì nó có rất nhiều những công nghệ để căn chỉnh âm thanh, để tùy chỉnh cho phù hợp với tai, phù hợp với phòng. Hãy liên hệ với em để có những mức giá tốt hơn và sự tư vấn sâu hơn nữa nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ We Audio Amp và loa Fine Audio F301i. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng.
Must be a million boys living in a great big city. I know that one of them is just right for me. I look up, down, 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 all around searching. I know he's out there waiting for me. I know somewhere somebody looking for somebody. Somewhere somebody someone to waiting for me. Somebody searching, praying. Tell me what in the world. You know the street lights shine and passing things. Waste my time. I'm just trying to catch somebody's eye. But all that should have been, the would have been, might have been, and the could have been, slipping away. And they walk right on by. I know. Somewhere somebody, all along looking for somebody, loving, yeah. Somewhere somebody, someone to waiting for me. Somewhere somebody, free, searching, free. See. Tell me what in the world. I walk through the rain that's falling. A voice in the distance calling. Tell me where in the world. Come on, keep on. Somewhere somebody looking for him. Somewhere somebody waiting for me. Somewhere somebody searching, praying. Tell me where in the world. Must be a million boys living in a great big city. I know you're out there. I know he's out there waiting.